thành công, nhưng Frozen đã có double kill rồi. Và chỉ còn lại một cái tên đó, Simple mà thôi. Bây giờ Simple một phép ba, liệu rằng có clutch được hay không đây? Đối phương đã nhìn ra Simple, đó chính là cái anh chàng KDC. Nào, nhờ Simple này, và đó no scope đến Simple. Double kill Simple. Và chỉ còn lại một mình tên Frozen mà thôi. Hãy cùng xem nào, và đó là clutch thành công với Simple. Và họ đã nghĩ quá ít. Họ nghĩ rằng một phép ba đó là đủ rồi, nhưng đây là Simple, đâu phải là ai khác đâu. Và khi Simple tắt scope đi, tôi đã biết rằng JC cái án tử đã chờ đợi anh ấy. Còn thôi, nhưng bắn phía sau hơi tốn đạn và Eastark là người có phản ứng tốt hơn. Đây hoàn toàn có thể ra được chiến thắng đầu tiên này sau đội hình của Nip. Nhưng mà việc Simple vẫn còn sống thì vẫn chưa thể đảm bảo bất kỳ một điều gì. Và bây giờ thì đó là double kill Simple rồi. Nào, cần phải hạ quả bom này xuống mặt đây. Lần này thì không phải có bất kỳ thì cũng bấm nhầm nút nào nữa đâu. Nhưng Simple đã có cho mình 3 mạng, 4 mạng hay không nào? Simple ơi, tôi tin là cái có thể làm được. Nhưng bây giờ thì Ampus, và Ampus vẫn còn sống. 4 mạng Simple rồi. Nào, Pentakill hay một cái Ace Plus cho Simple. Rất rất nhiều người đang mong chờ điều đó. Và đây, liệu có phải là con không? Và đó là 5 mạng cho Simple. Không thể tin được. Một cầu ớt quá đẹp. Simple cũng đã về tới nơi. Simple chủ động tự trả sốc ra để cho người đàn em của mình có thể đặt bom, và anh ta sẽ là người kê lại đằng sau lưng, bắt đi được tên của David. Mid cũng có mà gồm một bom, chỉ còn lại một mình cá nhân của Dead mà thôi. Dead sẽ làm gì đây? Vâng, Dead cần phải nhanh hơn. Anh ta đã bắt được Mid rồi, và bây giờ thì phụ thuộc vào Simple. Simple đang áp sát rất gần, không có kit lâu quá. Nó không chết. Vâng, Simple đang tìm, và đó là tiếng rút rào đến từ Simple. 16-10 dành cho David. Đến từ khu bom xa về đường Heaven. Bây giờ tiếng súng nổ ra, một bot có một đen cũng được tương tự. Biết đổi mạng rất nhanh, Simple cũng thế. Simple double kill cho ra thi đấu này. 10 giây còn lại, kịp để có thể đặt quả bom đến từ team Moving Star Rider. Nhưng đây vẫn là một thế trận thua người dành cho họ. Săn phá nhất đẩy ra, không bắt được Simple, và 4 kill gọi tên Simple trong ra thi đấu này chỉ với một khẩu phá mát mà thôi. Và nó rút cho Finkland thắng được một rào đấu, một đối phương bóc bài. Đó này thì Simple vẫn có DA nha. Và đó là một tình huống mà Simple đấm mồm Kalian ở khu middle. Đầu tiên là tình huống first pick của middle đấy, Simple bắn chết Kalian trên không luôn. Một viên đi gồ duy nhất. Sở mốc được trả ra rồi. Và chưa kể là có sự cover những tham minh. Simple bây giờ vẫn có một kill với khe cực kỳ hẹp để có cho mình cái mạng Dexter. Còn trong khi đó thì Beat bắt thành công cho Frozen. Và đây là triple kill Simple. Và chắc trên thế gian này cũng chỉ có Simple cùng với đó một số player khác làm được điều đó mà thôi. Đây, chúng ta hãy cùng xem lại mạng thứ hai. Hai zoom nét là nẹt, nhưng mà ở một góc kê cực kỳ hẹp. Chưa thể nó tiếp cận được trong bom side, và bây giờ Smoke đang ở trước mắt. Rất dạ, ít góc để các thành viên bên phía NIP có thể di chuyển. Bây giờ Simple góc kê ốp đẹp. Eastark, Lofty, Wreck là lần lượt nằm xuống. Bom và những cái họng súng đến từ đội của Na'Vi nó quá là uy tín, nó quá tín chỉ rồi, cho nên là công việc này có lẽ chúng ta không cần phải bàn quá nhiều nữa. Vẫn là một thế hòa người đến cả hai team thôi. Brocky tầm đắp nó quá đẹp rồi, một mạng dưới Brocky vẫn có thể sủi về thành công. Simple đổi một, và khi quả C4 đặt xuống thì bây giờ Brocky và Bash về với tới nơi. Đầu súng nổ ra, và Simple mới là người giành chiến thắng. Bây giờ với một thảm bịch đẹp, Simple hoàn toàn thể mới được vị trí trong Rake nha. Và đây rồi, chim rồi. Rake không biết, chim không. Đi đằng sau lưng này tôi nghĩ khả năng cao là chim lắm. Rút dao anh ơi, dao đâu? Đây rồi, thôi xong. Xin là xin vĩnh biệt cụ, 1.500 đô cho Simple. Mới bắn cái khẩu súng này vẫn được thôi nào. Khai nòng khẩu ốp mới đến từ Simple thôi, và đến từ Cityside. Đó là một viên vào mồm luôn. Và vẫn đang muốn cương cho Simple, nhưng quyết định đó là bỏ rồi. Chơi an toàn là điều cần có. Đến từ Na'Vi ở trong tiểu này, ôi bay xuống ư. Và đó là double kill của Simple. Liệu rằng có triple kill không đây? Lần luôn là Smoke, và sẽ để cho Puerto là người cover mình. Và trong tiểu này thì không có cửa nữa. Simple có một cái triple kill, bắn xuyên Smoke chết đi Toshi. Và chỉ còn lại một mình cái tên đó Dexter. Và quan trọng nhất đó, địch lại bắn vào mồm em ạ. Rất khổ. Simple viên đạn phát bích đầu tiên cũng đã vào mồm. Còn quả small way này thì thật sự là Toshi cũng không thể nghĩ ra được. Và chờ đợi một khoảng tham minh, Simple sẽ đẩy ra để support cho mình. Perfecto đã lộ, nhưng Simple thì chưa, và Simple lên tiếng rồi. Một mạng dành cho anh ta, Twist đổi mạng tốt. Simple double kill trước đó, sắp Simple đây nhá, có mạng. Simple thậm chí còn làm 3 luôn cho cẩn thận trong round thi đấu này. Trông cực kỳ đơn giản khi liên tục gặp những cái mạng quan trọng của bên phía FaZe Clan. Và cuối cùng thì Na'Vi cũng đã không trả lời trước FaZe Clan rồi.
Một round đấu mà lại lần nữa lại là cái tên Simple phải lên tiếng. Và góc kê ốp này vẫn cực kỳ đẹp dành cho Simple, đó triple kill Simple. Thôi xong, tuyết xét xét, bây giờ cũng đã nằm xuống C4 lộ ra. Qua là kill, và không phải là một cái A cho Simple. Thiếu đi một chút sự chính xác rồi, không thì nó là một cái A mãn nhãn dành cho Simple ở round thi đấu vừa rồi. Quá sợ, ta thấy rằng vị trí của Rain đã đổi được mạng thật đấy, nhưng với từng bắn ốp của Simple nó cực kỳ chất lượng đi. Bây giờ thì NIP sau một hồi họ không đánh B thì họ lại cài thêm vị trí của Hampus cũng như một người vào B, và góc của Simple thì anh ta thấy rất nhiều các cái bóng đang từ một lợi thế hơn người, nhưng mà Na'Vi họ quá hiểu cái map thi đấu này, từng góc bút đến những góc pick cũng như về mặt timing. Chúng ta nhìn xem Simple di chuyển như trốn không người vậy. Quả flash duy nhất đến từ Samyang sẽ được trả vào, và Simple đi tanh luôn. Tuyết đã là người bị mù rồi, và bây giờ đó là double kill Simple, triple kill Simple. Hero cày quá hiệu quả cho Simple, không có qua kill, nhưng tất cả Simple làm được đã là quá đủ rồi. Rồi đây có lẽ là Simple sẽ nằm rồi, một góc không chịu. Thôi, giải đơn nam mở rộng chính thức bắt đầu. Ôi trời ơi, còn pick kề trước, bắn trước, nhưng mà Simple lên di tâm thẳng đầu, sấy phạt mồm luôn, không nói nhiều. Không biết là cái meme này có thật hay không, tại em cũng không được xem hết buổi phỏng vấn Simple. Có một người hỏi Simple là đại ý là một, có nhiều người nói Chúa đã gửi Astralis xuống để gọi là dạy chúng ta về cách bắn Sage không? Simple chỉ trả lời lại thôi là tôi không nhớ nữa, gửi ai xuống vào.